Cách để huấn luyện viên yoga soạn ra giáo án bài tập trị liệu đau khớp gối. Ở đây thì rất nhiều huấn luyện viên yoga trong rất nhiều năm làm việc và nhìn thấy rằng là học viên của mình có rất nhiều bạn là bị tổn thương cái khớp gối. Nhưng chúng ta lại làm sao? Chỉ có cái chuyên môn về yoga thôi. Và những cái động tác yoga thì tất nhiên là nó có tác dụng rất là nhiều rồi. Nhưng để có thể đưa ra một chuỗi bài tập để tập trung chủ yếu vào cái khớp gối đó thì Kim Toàn lấy một cái ví dụ, một số cái tình trạng nhé. Thường là các cô hoặc là bà thì bắt đầu là cái khớp gối lão hóa rất là nhiều. Có thể là do ăn uống không cân bằng trong một thời gian dài, hoặc có thể là do làm sao ạ, ngồi nhiều, hoặc có thể là các cô thời nhiều tuổi đấy là hay ngồi đánh bài, đánh tổ tôm, đánh đánh cái tam cúc, ngồi quá là nhiều trong một thời gian dài dẫn tới là tổn thương khớp gối. Và thường các cô hay bị tràn dịch khớp gối, có nghĩa là thoái hóa khớp gối và tăng nặng nên là trở thành tràn dịch khớp gối nhé. Và chúng ta có một cái cách rất là đơn giản hiệu quả để có thể thiết kế ra những cái bài tập làm sao để chủ trị cái vấn đề đó. Tuy nhiên ấy, thì để có thể chạm được tới học viên của mình và học viên của mình tin tưởng và đề xuất vấn đề đó, sau khi họ đã đề xuất vấn đề đó và chúng ta tìm hiểu xong rằng là nguyên nhân từ đâu tới dẫn tới cái bệnh thoái hóa tràn dịch khớp gối đó, thì chúng ta mới có thể làm sao bước sang những cái bước mà rất là thú vị sau đây, thì Kim Toàn sẽ chia sẻ luôn cùng với các bạn nhé. Để có thể chữa trị được bệnh thoái hóa khớp gối, tràn dịch khớp gối cho học viên của mình thì chúng ta có 3 bước. Bước thứ nhất là lắng nghe cái sự chia sẻ của học viên của mình. Cô ơi, tại sao cô lại đau chân? Cô ơi, là tại sao cô lại bị tràn dịch khớp gối? Thì cô đã đi khám chưa? Và cô nghĩ thử lại xem từ trước đến giờ thì lý do gì mà cô bị như vậy? Và cô thường làm những cái việc gì mà nó cứ đau dần lên? Giả thiết như là cô ấy kể chuyện ra rằng là tôi thì bình thường thì không sao, nhưng khi ngồi đánh tam cúc thì một lúc sau là bắt đầu tôi cảm thấy rằng nó đau, nó tức. Và rồi thì về nhà tự nhiên thấy nó phồng cái gối lên. Và đi khám thì bác sĩ bảo là tràn dịch khớp gối rồi. Vậy thì chúng ta đã tìm ra được cái nguyên nhân ít nhiều đúng không ạ? Tổng hợp lại từ nhiều hướng, từ nhiều nguồn khác nhau. Thì đó là cái cách thứ nhất là lắng nghe cái sự chia sẻ của học viên của mình. Cái cách thứ hai đó là sau khi lắng nghe rồi thì bắt đầu chúng ta làm sao thiết kế ra những cái giáo án yoga tập luyện thật là phù hợp, gọi là giáo án yoga trị liệu khớp gối, thoái hóa khớp gối, tràn dịch khớp gối. Rồi thì bắt đầu có những cái động tác A, B, C lắp ghép vào nhau, chứ không phải là cứ tập yoga là sẽ bổ hết, giỏi hết. Thì Kim Toàn cũng lấy một luôn một cái ví dụ nhé. Giả thiết như các cô ấy bị thoái hóa khớp gối, tràn dịch khớp gối rồi, mà các bạn lại cho tập những cái thế nó rất là nặng, ví dụ như là thế chiến binh, hoặc là các cái thế liên quan đến dùng chân mà phải tải rất là nặng trong một thời gian dài, dẫn tới là lại còn tràn dịch khớp gối mạnh hơn, hoặc là các thế xoạc ngang. Các thế xoạc ngang là cái thế rất là nặng, là rất là áp lực lớn, là dẫn tới là có thể tràn dịch khớp gối ngay tức khắc. Vậy thì rất là lãng phí đúng không? Chúng ta cần phải biết chính xác bệnh tật và biết chính xác đưa ra cái giáo án gì đó thật là phù hợp. Và đồng thời có cái sự nhắc nhở, có nghĩa là hạn chế bớt những cái điều mà hàng ngày lại tiếp tục làm tăng nặng cái bệnh đó đúng không? Có nghĩa là chúng ta giống như bác sĩ kê đơn ấy, kê đơn cho học viên của mình tập luyện rồi, sau đó lại làm sao? Nhắc nhở học viên của mình phòng tránh và tránh những cái thức ăn hay là tránh những cái vận động làm sao gây tới tổn thương nặng hơn. Và cái điều cuối cùng là làm sao để có thể đưa ra được một cái phác đồ điều trị về dinh dưỡng chuẩn hơn nữa. Thì tất cả các bệnh tật đều từ làm sao, từ miệng mà vào mà. Vậy thì chúng ta cần phải tránh ăn những cái thức ăn gì để cái gối của mình tổn thương nặng hơn, và ăn bổ sung thêm những cái thức ăn gì để cái khớp gối của mình có hiệu quả hơn đúng không? Và trước đây trong quá khứ Kim Toàn làm việc đấy thì có rất nhiều người bảo rằng là có những câu chuyện rất là thú vị như này. Nữ thì ăn 9 con tôm, tôm rảo cùng với cái xương rồng gai đấy. Cái xương rồng gai là cái xương rồng mà nó dẹt dẹt nó dẹt dẹt này, nó to bằng cái bàn tay này, nó dẹt dẹt thôi, gọi là xương rồng ta. Và nấu lên ăn, và cứ mỗi một tuần ăn khoảng 3 bữa thì tự động là cái rớt ở trong xương đó, cái rớt ở trong cái lá xương rồng đấy, thì ít nhiều nó sẽ bổ sung một cái dịch khớp gối. Thì đúng là có rất là nhiều cách thú vị mà gọi là các cụ hay gọi là cái đấy là gọi là truyền miệng, truyền khẩu. Và thì đúng là không bổ chỗ này thì bổ chỗ khác chẳng là sao cả. Tuy nhiên thì nó sẽ làm lãng phí cái thời gian và gây ra là cái tình trạng bệnh đang ở mức độ 1 sẽ chuyển sang mức độ 2. Vậy thì chúng ta là một huấn luyện viên nhé, là một chuyên gia trị liệu, chúng ta cần phải biết cái điều đó để giúp học viên của mình nhanh khỏi bệnh hơn, đồng thời phòng tránh những cái vấn đề tăng nặng lên theo thời gian, tránh đi mất cái cơ hội rất là đáng tiếc. Rồi, và đó là toàn bộ những cái kiến thức mà Kim Toàn, toàn bộ những cái loại kiến thức nhé, đầy đủ các loại kiến thức mà Kim Toàn có giảng dạy ở trong khóa đào tạo huấn luyện viên yoga 200 giờ trị liệu của Liên đoàn Yoga thành phố Hải Phòng. Và để giúp các bạn biết tìm hiểu cũng như là chi tiết hơn thì các bạn cứ nhấn vào cái đường link ở phía dưới. Trợ lý của Kim Toàn sẽ giúp các bạn tìm hiểu sâu hơn một chút, chỉ là tìm hiểu thôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video mà Kim Toàn chia sẻ của lần tiếp theo về trị liệu yoga.